thân tài đảm bảo 100% gây chấn động giới tử vi học. Bốn con giáp đổi vận chúng lớn, trả hết nợ nần, đổi đời giàu to. Hân Nhi chào đón quý vị đến với kênh Tử Vi Việt. Vâng, quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta là chuỗi quá trình nhân quả. Ở trong quá trình đó thì bất kể loài nào cũng không tách ra được khỏi quy luật nghiệp quả. Con người xác nhận nghiệp dữ mà báo tới, lúc phút cuối cùng lại thay đổi cục diện, chuyển biến tình hình từ xấu thành tốt là do cái đức năng của người ấy. Ngược lại cũng có những người liên tiếp gặp may mắn, giàu sang phú quý, nhưng cuộc sống hàng ngày đã tạo tác nên nghiệp bất thiện, nên bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào cảnh nợ nần trắng tay, khổ cực trăm bề. Đức năng thắng số chính là như vậy. Sống có đức độ, ắt thắng số phận nghiệt ngã do nghiệp tạo ra. Kết thúc năm Quý Mão 2023 này, sẽ có bốn con giáp bước qua khổ nạn, bước vào thời kỳ vượng phát, mạnh mẽ lội ngược dòng số phận của mình khi được thần tài ban lộc, song lộc phúc tinh cao chiếu, quý nhân tề tụ dẫn đường mà ban cho nhiều vận may vô cùng. Chúng số độc đắc, giàu có ú ủ, tiền bạc ào ào kéo về như nước lũ, cuốn trôi đi sự vất vả nợ nần, nghèo khổ cả một đời, đổi lại là tiền tỷ cầm tay, nhà lầu xe xỉ, an nhàn sung túc, khiến người người kính nể. Để biết được đó là bốn con giáp nào, cụ thể là tuổi nào và làm sao để sớm nhận được những may mắn đó, thì ngay sau đây là luận giải chi tiết đến từ kênh Tử Vi Việt. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Vị trí đầu tiên, xin chúc mừng tuổi Thìn. Người tuổi Thìn trời sinh được quý nhân phù trợ, đường đời gặp nhiều may mắn, cũng có vận thế rất tốt. Họ thông minh đĩnh ngộ, lỗi lạc hơn người, thường làm nên nghiệp lớn. Vốn dĩ thì tuổi Thìn đã là con giáp được thần tài che chở. Bản mệnh luôn dễ dàng tìm thấy tài lộc xung quanh mình, hoạnh tài nhiều vô kể, khiến bao người thầm ngưỡng mộ cùng ganh tị. Xem tử vi phương Đông, trời sinh những chú rồng đã có tài vận hơn người. Thật may mắn khi con giáp này hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu tiền bạc. Tiền cứ hết lại có, hết lại có. Song nếu bạn sinh đúng năm Thìn mà cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy tài vận của mình cất cánh, thì có lẽ là do bạn chưa thực sự tập trung sức lực, trí lực vào công việc, cũng chưa dành thời gian để đầu tư cho sự nghiệp của mình. Nếu bạn làm được những điều đó, thì chắc chắn là tài vận của bạn sẽ ngày càng tăng tiến. Từ sau năm 2023 trở đi, thu nhập cũng ổn định, có các khoản tiết kiệm đề phòng khi bất chắc. Tử vi cũng cho thấy, trong vòng 5 năm tới, đường tài lộc của con giáp này sẽ thực sự có những bước chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tích cực. Cả chính tài và thiên tài đều vây quanh. Điều đó cho thấy thu nhập của bản mệnh sẽ đến từ nhiều nguồn, cả công việc chính cũng như nghề tay trái. Nguồn thu linh hoạt giúp bạn có thể tự chủ được tài chính mà không bị phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất, sẵn sàng để đối phó với những biến cố bất ngờ có thể xảy ra, có thể linh hoạt thay đổi cách thức kiếm tiền của mình. Hơn thế nữa, bản mệnh còn có nguồn sinh lực dồi dào hiếm có. Sức khỏe tốt là nguồn vốn đáng quý mà không phải ai cũng có. Con giáp này đã bắt đầu làm việc với tinh thần chỉn chu hết mình. Hiệu quả làm việc càng ngày càng tăng cao. Cường độ làm việc gấp gáp cũng chẳng thể làm khó được con giáp này. Bản mệnh biết cách để lên kế hoạch làm việc hợp lý. Thu nhập tăng vèo vèo, tiền bạc luôn rủng rỉnh trong tay. Vậy, vận mệnh người tuổi Thìn theo từng năm sinh âm lịch sau năm 2023 như thế nào? Hãy cùng kênh Tử Vi Việt xem bói tử vi và tìm hiểu bí mật này quý vị nhé. 1. Tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Người tuổi Giáp Thìn là con giáp phát tài điển hình cũng chẳng phải là điều gì quá mức ngạc nhiên. Bởi bình thường, ai cũng có thể thấy được sự thông minh linh hoạt của con giáp này. Bản mệnh biết suy nghĩ thấu đáo, có năng lực thực sự. Càng rèn rũa qua thời gian thì lại càng trở nên sắc bén hơn. So với những con giáp khác, tuổi Giáp Thìn sớm hiểu chuyện, cũng sớm trưởng thành, biết lo toan cho gia đình ngay từ khi còn nhỏ. Kết thúc năm 2023 nhiều vất vả, người tuổi Giáp Thìn sẽ nô nức
đón tin mừng khi mà các tinh ở bên tương trợ, không còn quá cô đơn, lạc lõng nữa. Được quý nhân giúp đỡ, con giáp này có thể gắng gượng chống đỡ mọi việc. Sau năm 2023, mọi sự trở lại tốt hơn. Đặc biệt, về đường thiên tài, có nhiều dấu hiệu báo tài lộc sắp tới. Hiện tại, bản mệnh nên chăm chỉ tĩnh dưỡng, chớ nên khiến cho mình quá mệt mỏi, căng thẳng. Việc đầu tư kinh doanh khá thuận lợi, ngay cả chuyện khai trương mở cửa hàng hay lập nghiệp cũng không ít. Thu nhập từ công việc chính của con giáp này càng ngày càng tăng tiến. Đừng tùy tiện tiêu tiền, sẽ có lúc bạn sẽ cần đến những đồng tiền cuối cùng trong ngày. 2. Tuổi Bính Thìn, sinh năm 1976. Xem tử vi khoa học, người tuổi Bính Thìn trời sinh bản tính nhiệt tình, vui vẻ, có tài ngoại giao, dễ dàng thiết lập mối quan hệ với người khác. Con giáp này chẳng thiếu bạn chơi, quý nhân vận lúc nào cũng vượng. Trong vòng 5 năm tới, người tuổi Thìn trong mệnh cách có hai đại cát tinh chiếu mệnh. Chính vì thế mà vận trình tài lộc được thăng cấp. Ngoài việc được cấp trên ưu ái, thì tuổi Bính Thìn còn được không ít người giúp đỡ nữa. Nhân duyên tốt nên bản mệnh có thể gây dựng và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp, từ đó tìm được cơ hội kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng hơn bình thường rất nhiều. Tiền bạc rủng rỉnh, lúc nào cũng sẵn sàng. Có tiền trong tay, đừng vội nghĩ đến việc tiêu tiền. Tuổi Bính Thìn nên tìm cách để tiền đẻ ra tiền, đầu tư vào đúng nơi đúng chỗ, đồng thời tìm cho mình phương án tiết kiệm cho tương lai hợp lý nhất. Các khoản cho vay nhớ đòi về đúng hạn, đừng cả nể mà lần lữa mãi, dễ mất tiền lắm đó. 3. Tuổi Mậu Thìn, sinh năm 1988. Con giáp này bản tính cần cù, chăm chỉ, lại luôn cố gắng nỗ lực hết mình. Từ khi còn trẻ, đã có ý thức tiết kiệm, tìm cách kiếm tiền. Họ luôn nghĩ tới việc kiếm tiền để dành dụng cho những lúc túng thiếu hay cần kiếp, cũng là để nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Trong vòng 5 năm tới, cung tài bạch của tuổi Mậu Thìn có các tinh ngụ, vận trình ngày càng khởi sắc. Tiền tỷ nắm trong tay cũng không phải chuyện gì khó khăn. Công việc của con giáp này đạt được nhiều bước tiến lớn, mọi sự khó khăn dần qua đi, vận trình càng ngày càng thêm thuận lợi. Nhờ thế mà thu nhập bùng nổ, tài lộc tăng tiến không ngừng. 4. Tuổi Canh Thìn, sinh năm 2000. Đi tìm con giáp phát tài trong 5 năm tới. Tử vi chọn đời cho thấy người tuổi Canh Thìn là ứng cử viên sáng giá nhất. Con giáp này trong mệnh đã có tài lộc vượng, vận khí tất nhiên không thể tồi. Dù có gặp khó khăn trở ngại thì cuối cùng cũng sẽ vượt qua, tìm được chỗ đứng cho mình. Từ sau năm 2023, các tinh Long Đức, Tử Vi, Tam Đài thay nhau trợ giúp người tuổi Canh Thìn. Chính nhờ thế mà vận trình thăng cấp nhanh chóng đến bất ngờ. Dù là mục tiêu hay mơ ước có lớn đến đâu thì cũng đều có khả năng thành hiện thực. Con giáp này sẽ dễ dàng nhận thấy những may mắn mà mình đang có. Quý nhân vây quanh trợ mệnh cũng có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp bày ra trước mắt. Dù là chuyển việc hay đứng ra khởi nghiệp cũng khá dễ dàng. Con đường phía trước hành thông thuận lợi, người tuổi Canh Thìn đón tài vận bùng nổ, tiền thu về tay nhiều không đếm xuể, phúc lộc song hành, người người ngưỡng mộ. Vị trí thứ hai, xin chúc mừng tuổi Sửu. Tử vi học dự báo, tuổi Sửu chính là một con giáp phát tài. Tuổi Sửu chính là một trong những con giáp phát tài. Từ sau năm 2023, nhiều việc tận dụng được lợi thế sẵn có của mình. Sắp tới sẽ có các tinh nhập mệnh, con giáp này cũng dần thoát khỏi vòng kìm kẹp của hung tinh, nên có thể dễ dàng cải thiện được vận mệnh của mình, nhất là về sự nghiệp và tài lộc. Những ngày khốn khó sẽ dần lùi xa, chỉ cần bản mệnh biết nắm bắt cơ hội thì có thể nói khoảng thời gian sắp tới sẽ là những ngày huy hoàng rực rỡ trong cuộc đời của bạn. Tuổi Sửu chưa bao giờ thiếu năng lực trong công việc, khả năng làm việc của bạn còn luôn được cấp trên đánh giá cao nữa. Thứ bạn thiếu có lẽ chỉ là cơ hội để bật lên, trở thành gương mặt sáng chói trong mắt của cấp trên, để được giao thêm nhiều trọng trách quan trọng, đồng thời được cất nhắc lên vị trí xứng đáng với năng lực của mình mà thôi. Bản tính trầm ổn,
không nóng nảy bộc chộp mà vẫn giữ được sự bình tĩnh sáng suốt, sẽ giúp bạn xử lý được nhiều vấn đề bất ngờ phát sinh. Những sự cố cần phải giải quyết nhanh nhất có thể để giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất. Đã làm việc gì là những chú trâu sẽ không để cho người khác bới móc được sai sót của mình ở đó. Bạn có thể tiến chậm hơn so với những người khác, nhưng thực sự chắc chắn không dễ bị lật đổ. Trong thời gian tới, có cơ hội để con giáp này chuyển vận cho mình. Hiệu suất làm việc tăng cao đáng kể, khiến cho cấp trên dần chú ý và công nhận năng lực của bản mệnh. Cánh cửa cơ hội đã mở ra, tuổi Sửu muốn kiếm tiền thực sự dễ như trở bàn tay. Có quá nhiều cơ hội mà bạn có thể hoàn toàn nắm giữ và xử lý một cách nhanh chóng. Trong vòng 5 năm tới, điểm báo tử vi cho thấy thu nhập của con giáp này sẽ tăng cao gấp bội. Muốn nghèo cũng khó. Vậy, vận mệnh người tuổi Sửu theo từng năm sinh âm lịch sau năm 2023 như thế nào? Hãy cùng kênh Tử Vi Việt xem bói tử vi và tìm hiểu bí mật này, quý vị nhé! 1. Tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961. Vận khí của người tuổi Tân Sửu được dự báo là sẽ có nhiều biến động trong khoảng 5 năm tới, và phần lớn mọi chuyện sẽ diễn ra theo chiều hướng tích cực hơn. Theo đó, bước qua năm 2023 âm lịch, những người tuổi Tân Sửu sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ. Khi bước vào thời gian này, vận khí của bạn có thể bất ngờ vận hành trơn tru, hanh thông, tài vận rực rỡ, không ai sánh bằng. Công việc có cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng ngày càng ổn định và có phần dư giả hơn trước rất nhiều. Từ năm 2024 trở đi, nếu có cơ hội thay đổi công việc hay nhận được lời mời hợp tác, miễn là phù hợp với sở thích hoặc chuyên môn của bạn, vậy thì hãy nắm chắc cơ hội. Đôi khi thời cơ đến khá bất ngờ, hãy lạc quan và mạnh dạn hơn. Ngay cả khi bạn thường không dám chấp nhận rủi ro, lo ngại bước ngoặt trong vận mệnh của mình có thể sẽ không suôn sẻ, thì bạn vẫn có thể cố gắng thử thách bản thân và làm việc chăm chỉ để thoát khỏi vòng kìm kẹp của vận đen trong những năm trước đó. Đặc biệt, cơ hội đầu tư tốt sẽ tới với những người làm kinh doanh buôn bán, giúp bản mệnh có thể gặt hái thành tựu vang danh. Tiếng lành đồn xa, qua đó uy tín của Tân Sửu ngày càng được củng cố. Khách hàng kéo đến nườm nượp, tất nhiên sẽ kéo theo lợi nhuận tăng vọt. Nếu bạn có biết áp dụng phương pháp quản lý tài chính phù hợp, hoàn toàn có thể lật ngược tình thế và được thần tài đồng hành trong 5 năm tới. Bên cạnh đó, trời sinh những người tuổi Tân Sửu có tính cách nhân hậu, hiền lành và biết sống vì người khác. Cũng chính vì thế nên xung quanh tuổi Sửu có nhiều quý nhân phù trợ. Điều này giúp bạn luôn nhận được những hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, con giáp này có tính cách lạc quan yêu đời, nên cuộc sống tương lai của họ cũng gặp nhiều điều tốt đẹp và may mắn. 2. Tuổi Quý Sửu, sinh năm 1973. Tài lộc của người tuổi Quý Sửu cũng được dự đoán sẽ rũ sạch vận xui trong các năm trước đó. Bước vào giai đoạn đón hỷ sự liên miên, không còn phải muộn phiền vì nỗi lo cơm áo gạo tiền nữa. Đặc biệt, những người ở trong môi trường cạnh tranh cao và làm việc dưới áp lực lớn sẽ có thể trút bỏ được những nỗi bất bình bấy lâu và cảm nhận được niềm hạnh phúc dồi dào khi vận khí ngày càng khởi sắc, hành thông hơn trước rất nhiều. May mắn trong 5 năm tới sẽ mang tới cơ hội làm giàu cho người đang xông xáo làm ăn, chấp nhận thử thách để hướng tới cái lợi lớn hơn và xa hơn trong tương lai, thay vì nhận các khoản lợi nhuận nhỏ lẻ trước mắt. Thời vận của bạn đang đến và cuộc đời trong 5 năm này như bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Vận son của bạn kéo dài liên tiếp nên sẽ có nhiều việc phải làm hơn, trở nên an phận kẻo để cơ may trôi qua mất. Nếu Quý Sửu có thể nắm bắt cơ hội để chiến đấu hết mình một lần nữa, trước năm 2025, nhiều khả năng tài sản của bản mệnh sẽ vượt chỉ tiêu. Ngay cả khi người cầm tinh con giáp này đã phải trải qua một số thăng trầm và khó khăn trong thời gian trước đó, thì tới hiện tại, bạn đều có thể bù đắp cho những mất mát của mình trong 5 năm tới. Không chỉ vậy,
những người tuổi Quý Sửu cũng có cơ hội thực hiện được lý tưởng của mình. Những điều may mắn và giàu có đến trong 5 năm tới, có lẽ người tuổi Quý Sửu cũng chưa từng nghĩ đến. Nhưng đây không phải là giấc mơ. Phúc khí đến, tài lộc rộng mở, danh vọng cũng chào đón bạn. Bạn không cần lo lắng việc thiếu tiền bạc bởi thần tài gõ cửa, của cải tự tìm đến nhà. Nhưng nếu bạn đã có một công việc với thu nhập ổn định và có một số tiền tiết kiệm nhất định, thì sẽ có tương đối ít thay đổi trong 5 năm tới. Tuy nhiên, nhóm này vẫn có thể tiếp tục củng cố tinh thần vững vàng. Đừng quên nắm bắt cơ hội, tiếp tục tiết kiệm thêm tiền để tương lai thêm tốt đẹp hơn. 3. Tuổi Ất Sửu, sinh năm 1985. Ất Sửu cũng là một trong những cái tên con giáp rũ sạch vận đen trong 5 năm tới phải kể đến. Từ năm 2024 trở đi, vận trình sự nghiệp của con giáp này ngày càng ổn định, thành tựu đạt được ngày càng nhiều thêm. Bản lĩnh của bạn cũng được rèn giũa vững vàng qua quãng thời gian chịu nhiều thách thức. Rất nhiều thử thách đặt ra đòi hỏi Ất Sửu phải kiên trì và nỗ lực tới cùng. Và nếu nắm bắt đúng thời cơ, bạn hoàn toàn có thể bỏ xa đối thủ, chiếm giữ vị trí mà bản thân luôn mong mỏi. Không cần biết thời gian trước khó khăn hay thất bát ra sao, thời gian này bạn càng chủ động và xông xáo, sức bật càng mạnh, càng nhanh chóng quét sạch mây mù, bước lên đỉnh vinh quang. Công việc thuận lợi sẽ mở ra thời kỳ hưng thịnh cho bản mệnh 5 năm tới. Điều này cho thấy bạn nên tập trung vào công việc chính để thu nhập ngày càng sinh sôi nảy nở hơn. Đó cũng chính là nguồn thu bền vững, ít rủi ro. Giai đoạn này, bạn được khuyên nên gia tăng tích lũy, không nên dốc sức đầu tư quá nhiều, khiến bản thân bị phân tâm. Việc gì cũng nhúng tay vào sẽ không có đủ sức để chu toàn tất cả. Không khéo còn sôi hỏng bỏng không. Chỉ cần cố gắng duy trì được sự ổn định, Ất Sửu hoàn toàn có thể tích lũy được nguồn tài sản phong phú. Nhưng cứ mải mê chạy theo xu hướng, bạn có thể đánh giá tình hình sai lầm bằng những suy nghĩ quá non nớt của mình. Một khi không kiểm soát được lòng tham, bạn có thể bị tổn thất nặng nề. Đối với người làm kinh doanh, bạn có thể đưa ra quyết định mở rộng quy mô, tìm kiếm thêm nhiều đối tượng khách hàng tiềm năng để lợi nhuận tăng tiến nhanh hơn. Nhìn chung, trong những năm trở lại đây, những người cầm tinh con giáp tuổi Ất Sửu nhất định sẽ thu được nhiều của cải. Chỉ cần 5 năm này là họ có sự nghiệp hanh thông, cơ hội thăng tiến rộng mở. Con giáp này sẽ không chỉ may mắn trên con đường công danh tài lộc, mà đường tình duyên cũng vô cùng may mắn. Cuộc sống lên hương, ít ai sánh bằng. Vị trí thứ 3, xin chúc mừng tuổi Thân. Xem bói tử vi, tuổi Thân cũng nằm trong danh sách những con giáp phát tài từ sau năm 2023 âm lịch. Tài lộc vượng đến vậy, không đơn giản là nhờ may mắn đâu. Bản thân bạn cũng có nhiều cố gắng và nỗ lực nhiều. Vốn là người thông minh lanh lợi, phàm những chuyện cần tính toán đường xa, cần sự linh hoạt thích nghi với thời cuộc, thì con giáp này làm cực kỳ tốt, hiếm ai có thể vượt qua được. Tài năng chẳng thiếu, chỉ là thời gian mấy năm trước, những bạn sinh năm Kỷ luôn chịu sự kìm kẹp của thái tuế, nên mới chẳng thể vượng phát. Tài lộc khó bề đạt được mong muốn. Cũng may là tình trạng đó không kéo dài quá lâu. Ngay khi bước sang năm 2024 sắp tới, con giáp này sẽ được giải thoát khỏi vòng khống chế của hung tinh, lại gặp được nhiều cát tinh tương trợ, nên vận trình cũng nhờ đó mà khởi sắc rực rỡ. Công việc tiến triển tốt, con đường công danh sự nghiệp rộng mở thênh thang, khả năng thăng tiến cũng cao hơn, chuyện tăng lương tăng thưởng cũng không còn quá xa xôi với bản mệnh. Tài vận của con giáp này cũng được cải thiện rõ rệt. Tiền bạc không cần phải tìm kiếm đâu xa, tài lộc không cầu cũng tự tới. Có thể nói, tuổi Thân sẽ bước vào giai đoạn có thần tài ở bên hỗ trợ. Tiền tiêu không hết, tiền kiếm cũng nhiều không đếm xuể. Trong vòng 5 năm tới, con giáp này hoàn toàn có thể lắc mình trở thành đại gia với nguồn thu khổng lồ. Các vấn đề tài chính được giải quyết triệt để, không còn nỗi lo lắng về tiền bạc thường trực nữa. Vậy, vận mệnh người tuổi Thân theo từng năm sinh âm lịch sau năm 2023 như thế nào? Hãy cùng kênh Tử Vi Việt
xem bói tử vi và tìm hiểu bí mật này, quý vị nhé. 1. Tuổi Bính Thân, sinh năm 1956. Người tuổi Bính Thân quả thực đã có một khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại. Gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn, tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra. Mặc dù đã bỏ nhiều công sức để làm việc, nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn. Nên thực sự, đã có nhiều lúc con giáp này cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc. Nhưng ở đời, làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, đều phải trải qua gian nan thử thách hết cả. Tử vi phương Đông cho thấy, đại nạn không chết, tất thành đại nghiệp. Từ năm 2024 trở đi, tuổi Bính Thân sẽ có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình. Tài lộc dần khởi vượng. Trong thời gian tới, những chú khỉ sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến triển khá tốt. Tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn. Hậu vận phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy. 2. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Theo tử vi, sự chăm chỉ vốn là thương hiệu gắn liền với người tuổi Mậu Thân, và đó sẽ tiếp tục là chìa khóa mở cánh cửa thành công cho bạn trong 5 năm tới. Vừa bước sang năm 2024, phương diện tài lộc của con giáp này sẽ bước vào giai đoạn càng nhiều thì càng nhận được nhiều, và phần thưởng chắc chắn sẽ tới với người chịu khó tìm tòi, sáng tạo, đổi mới không ngừng. Điều này cũng có nghĩa là những năm làm việc chăm chỉ của bạn sẽ đơm hoa kết trái trong 5 năm này. Và thành quả rõ rệt là thu nhập của bạn ngày càng rủng rỉnh hơn, xua tan vận xui. Đã tới lúc Mậu Thân đón ánh mặt trời rạng rỡ. Tuy nhiên, 5 năm này sẽ không dễ dàng đến mức chìa tay ra là có tiền ngay trong tay. Bạn thậm chí cần nhiều nỗ lực hơn nữa để vượt qua những nút thắt trong công việc. Dù con giáp này vẫn luôn tự tin về thái độ nghiêm túc và hết mình của bản thân, song nhiều đó vẫn có thể chưa đủ để bạn tiến vọt một bước lớn. Vốn dĩ, khoảng thời gian 5 năm không hề ngắn, mà vận tài lộc có thể phải trải qua vài thăng trầm mới có thể suôn sẻ theo ý bạn muốn. Nếu không nắm bắt tốt thì sẽ lỡ vận may mắn, nhưng mù quáng đâm đầu cũng có thể gặp phải rủi ro phá tài. Đặc biệt, với những gì cần ký kết hoặc cần nhiều tiền bạc đầu tư, thì bạn càng nên thận trọng, suy xét thật kỹ trước khi quyết định. Đồng thời, bạn cũng có thể tham khảo ý kiến của người thân để tránh những mất mát không đáng có. Các kế hoạch tiết kiệm cũng cần được rà soát và thực hiện một cách nghiêm túc hơn. May mắn thay, những nỗ lực kiên trì của bạn sẽ không là uổng phí, và bạn vẫn có thể nhận được sự giúp đỡ của quý nhân. Công việc cũng có nhiều tiến triển rõ rệt. Mậu Thân biết cách giải quyết các vấn đề, hóa giải các mâu thuẫn trong công việc và cuộc sống. Nhờ đó, bạn có thể đạt được thành tích cao trong công việc, nhận được khoản lương thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra. Trong thời gian những năm tiếp theo, chỉ cần tuổi Mậu Thân quyết tâm làm việc chăm chỉ, tận tâm, thì sẽ được hưởng thành quả như mong đợi. 3. Tuổi Canh Thân, sinh năm 1980. Với người tuổi Canh Thân, vận khí của bạn trong những năm tới này có khá nhiều biến động, thách thức và cơ hội cùng tồn tại, lúc thăng lúc trầm. Dù vậy, với bản lĩnh của mình, con giáp này vẫn có thể tìm ra lối thoát trong các cuộc khủng hoảng và góp tên mình vào danh sách các con giáp rũ sạch vận đen trong 5 năm tới. Ngoài việc tiếp tục đạt được những thành tựu trong quá khứ, bạn cũng có thể tích lũy tài sản thông qua những cơ hội mà mình được vận khí trao cho. Vận may về tài lộc trong 5 năm tới nhìn chung là khả quan, nhưng nếu bạn muốn có thu nhập đáng kể hơn, điều cốt yếu là bạn có nắm bắt kịp thời các cơ hội kiếm tiền hay không. Trong giai đoạn này, chăm chỉ thôi thì chưa đủ, bạn còn cần phải xông xáo hơn, dám làm dám chịu, dám đương đầu thách thức, và thậm chí là chấp nhận rủi ro để hướng tới mục tiêu xa hơn. Việc kiếm tiền chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nếu không thử, bạn sẽ không bao giờ biết điều gì là phù hợp và trở thành lợi thế của mình. Đặc biệt, những người có thể khéo tận dụng các xu hướng trên Internet và theo dõi sát sao biến động thị trường, bắt kịp thời đại, sẽ là người có cơ hội dẫn đầu xu hướng
và kiếm tiền giỏi hơn rất nhiều người. Ở phương diện công việc, 5 năm tới cũng là giai đoạn quan trọng trong tiến trình phát triển sự nghiệp cá nhân của con giáp này. Sự nghiệp của họ không ngừng đi lên. Ở công sở, bạn không ngừng được giao những trọng trách quan trọng và thu về được cực nhiều lợi nhuận cũng như các mối quan hệ từ đây. Nhờ đó, công việc của canh thân đạt được những bước đột phá mạnh mẽ, bước sang một trang mới. Từ năm 2024 trở đi, tấn tài tấn lộc, no ấm đủ đầy. 4. Tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Từ năm 2024 trở đi, người cầm tinh con khỉ sẽ đón chào cơn sóng cao trào trong vận trình của mình. Khi mà mọi chuyện bạn làm hầu như đều suôn sẻ, hanh thông, tài lộc cứ thế ùn ùn đổ về nhà. Tài lộc của con giáp này còn được góp phần bởi thần may mắn, bởi tài vận lên nhanh như diều gặp gió. Có thể chính bạn cũng không thể ngờ được lại có ngày mình kiếm tiền dễ dàng và nhanh chóng đến như thế. Song con giáp này vốn là người thực thà, nên dù giàu sang thì bản mệnh cũng không thay đổi bản chất của mình, vẫn giữ được tính thiện lương, nên đường nhân duyên tốt, được nhiều người quý mến, cũng không ít người giúp đỡ. Thời vận thay đổi, phúc khí tràn trề, nhờ thế mà đường tài lộc của con giáp này ngày càng tăng tiến. Bản mệnh lanh lợi, sáng suốt, nên dễ dàng nhìn thấy được những thời cơ mới. Việc làm ăn kinh doanh cũng tiến triển tốt, thậm chí có thể mở rộng quy mô lớn hơn so với bình thường. Con giáp này không chỉ vượng về tài lộc mà còn vượng cả về tình duyên. Có người ấy ở bên làm chỗ dựa vững vàng, tuổi Nhâm Thân càng thêm vững tâm mà tiến bước, không có nhiều nỗi lo lắng phía sau. Có thể nói, cả sự nghiệp và tình duyên bản mệnh đều không bỏ lỡ bất cứ điều gì. Con giáp này sống tốt sẽ được hưởng phúc trời. Hãy tận dụng nhân duyên tốt của mình. Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Bản mệnh khéo ăn khéo nói thì có thể mở rộng thêm các mối quan hệ xã giao của mình. Quý nhân tương trợ, tài vận cũng thăng hoa, đường tình duyên cũng như ý. Vận trình thời gian tới của tuổi Nhâm Thân quả là khiến cho bao người ganh tị. Vị trí thứ tư, xin chúc mừng tuổi Mùi. Dù bây giờ tuổi Mùi đang trong hoàn cảnh thế nào, thì khi kết thúc năm 2023 âm lịch, từ năm 2024 trở đi, tử vi phương Đông cho thấy con giáp này sẽ đạt được vận trình ổn định, thậm chí càng ngày càng tăng tiến, nhất là về đường tài lộc. Tuổi Mùi có sức chiến đấu vô cùng kiên cường. Dù trong hoàn cảnh tệ hại thì bạn vẫn tìm được cách để thích nghi với hoàn cảnh và tìm được hướng đi mới cho mình. Giữa cái khó ló cái khôn, những chú dê thường không mấy khi khoa trương, khoe mẽ. Thậm chí, bạn dường như có thuật ẩn mình, khiến cho người khác chẳng mấy khi chú ý đến sự hiện diện của bạn. Có thể đôi khi điều đó khiến cho con giáp này cảm thấy cô đơn lạc lõng. Nhưng phần lớn thời gian, bạn tận hưởng sự yên tĩnh mà không phải ai cũng có được này. Cứ thế việc mình làm, những chú dê chẳng cần quan tâm nhiều đến thời cuộc, thế sự ngoài kia. Cũng hiếm khi bị ai làm phiền, gây khó dễ, nên mọi chuyện cứ thế suôn sẻ thuận lợi, đúng như kế hoạch bạn đề ra. Đặc biệt, trong vòng 5 năm tới, có các tinh nhập mệnh, quý nhân vây quanh. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi hơn. May mắn có được sẽ giúp bạn dễ dàng tiến đến với mục tiêu đã định, không phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở. Bản chất hiền hòa, chân thành, bạn sẽ thu hút được thêm nhiều quý nhân tới trợ giúp mình. Nhân duyên tốt cũng sẽ mở rộng thêm các mối quan hệ, tạo thêm cơ hội cho con giáp này kiếm được nhiều tiền hơn, nhất là những người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán. Vậy, vận mệnh người tuổi Mùi theo từng năm sinh âm lịch sau năm 2023 như thế nào? Hãy cùng kênh Tử Vi Việt xem bói tử vi và tìm hiểu bí mật này, quý vị nhé! 1. Tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Đinh Mùi hãy cảm tạ trời đất, bởi trong thời gian tới, bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn ngay khi kết thúc năm 2023. Thời gian trước, bị hung tinh bản cân nhập mệnh, vì thế mà dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao. Thị phi cũng dồn dập,
khiến cho cuộc sống rơi vào cảnh căng thẳng, mệt mỏi. Song bạn cũng không cần quá lo lắng, bởi sắp tới có Thái Bạch chủ tài tinh tương trợ, giúp đẩy lùi đám mê suy xẻo, dành chỗ đón các khí tới. Hạnh tài cũng tới, con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt, thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu. Cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần nhớ, hạnh tài tuy nhiều, nhưng thời cơ không dài. Nếu nhanh tay chấp lấy thì có được, chậm chân thì bị người khác nẫng tay trên. Ngoài ra, chớ để cho mình lún sâu vào những trò cờ bạc đỏ đen. Phải biết điểm dừng, nếu không có kiếm được nhiều tiền đến mấy, cũng khó lòng mà giữ được trong tay. Hãy tập trung vào phát triển sự nghiệp, cần phải nhìn xa trông rộng, nhìn vào cái lợi lâu dài, chứ chớ để mình tham lam cái lợi trước mắt. Cũng cần phải có các khoản tiết kiệm để đề phòng những chuyện bất chắc có thể xảy ra. Chớ nên để cho mình chi tiêu thoải mái tới mức phung phí, nương chiều những thói quen mua sắm không cần thiết của bản thân. Cuộc sống này, vận mệnh xoay vần, chẳng ai nói trước được ngày mai. Thế nên hôm nay sung túc đủ đầy thì nên tiết kiệm cho tương lai, vẫn đảm bảo cuộc sống hiện tại. Nhưng có một khoản để phòng thân, khi có sự cố bất ngờ thì vẫn có thể xoay sở được. 2. Tuổi Kỷ Mùi, sinh năm 1979. Có thể nói, tuổi Kỷ Mùi luôn có đường nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao luôn rộng mở, được nhiều người yêu mến. Xét về sự nghiệp, con giáp này thực chất là người khá hiếu thắng, có nhiều tham vọng. Song đôi khi những ước mơ của bạn lại có phần viển vông, không phù hợp với tình hình thực tế. Bản mệnh cũng luôn cố gắng để phấn đấu, tự nâng cao năng lực của bản thân mình, chẳng cần chờ ai phải thúc giục. Tinh thần cầu tiến ấy giúp cho những chú dê tiến khá nhanh tới mục tiêu mình đã định. Bản mệnh trước đó thường hay mắc phải những sai lầm không đáng có, như cao ngạo, phô trương quá mức, hay khoe mẽ, phô trương, nên có những khi dù đã gần đạt đến thành công thì lại bị hạ bệ một cách không hề thương tiếc. Tuy nhiên, trong vòng 5 năm tới, mọi người sẽ được chứng kiến sự chuyển biến cực kỳ lớn cả trong tính cách, suy nghĩ, cách sống của con giáp này. Vận mệnh xoay chuyển theo chiều hướng tốt đẹp hơn khi mà con giáp này tìm được đúng mục tiêu phấn đấu cho mình. Có nhân duyên tốt, có nghị lực, có tài năng, chuyện tuổi Kỷ Mùi phát tài phát lộc chẳng có gì lạ lùng. Sự may mắn ấy sẽ kéo dài nếu như con giáp này giữ được tinh thần quyết tâm, kiên trì theo đuổi những gì mình đã chọn. Thậm chí, tới lúc nước lên thuyền lên, bản mệnh có không muốn tài lộc ùa về, giàu sang ập đến cũng khó. Hãy chọn cho mình một lĩnh vực mà bản thân cảm thấy tự tin và đam mê nhất. Dù sao thì một nghề cho chín còn hơn chín nghề, bạn cần phải xác định được thế mạnh của mình để theo đuổi. Nếu làm được việc ấy, thì trong vòng 5 năm tới, tuổi Kỷ Mùi hoàn toàn có thể danh lợi song toàn, tiền bạc rủng rỉnh mà có được địa vị cao, bao người ngưỡng mộ. Con đường phía trước rộng mở thanh thang. 3. Tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Theo tử vi khoa học thì tuổi Tân Mùi là người vốn chẳng giấu được chuyện gì trong lòng. Nhất là khi đứng trước bạn bè người thân, bản mệnh luôn bộc lộ hết mọi tính cách của mình. Con giáp này thực chất hiền lành, chẳng có tâm hại ai bao giờ. Mọi người có thể lầm tưởng rằng Tân Mùi là đứa con của trời nên chẳng coi ai ra gì. Song trong thâm tâm, con giáp này lại cực kỳ khiêm tốn. Từ khi bước chân sang năm mới, tử vi cho thấy cung tài bạch của tuổi Mùi sẽ có các tinh thiên tài chiếu rọi. Thời cơ chuyển vận đã đến, vận may cũng luôn theo sát bên mình. Có thể nói, nếu biết nắm giữ thời cơ, thì có lẽ con giáp này thời gian tới sẽ chẳng cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc. Trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu, vận may dễ dàng ập tới. Với những người có tiềm lực kinh tế tốt thì dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh cũng đều có thể thoải mái mua nhà mua xe, không gặp nhiều khó khăn trở ngại. Vượt qua những khó khăn của thời gian trước đó, trong năm tới, những chú dê gặp cát tinh lưu niên đóng ở cung tài bạch, sự nghiệp thăng tiến thuận lợi, con đường công danh rộng mở, nhờ thế mà việc tăng lương tăng thưởng cũng trở nên dễ dàng hơn. Cuộc sống theo đó mà sung túc, đủ đầy.
Nếu có thể kiên trì phấn đấu không ngừng nghỉ, tích cực trau dồi thêm kiến thức kinh nghiệm cho mình, thì chắc chắn rằng bạn có thể gặt hái được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Tài lộc đổ về nhiều như nước. Trong tương lai không xa nữa, bản mệnh sẽ đạt được mục tiêu cả về công danh và tài lộc. Vận trình tăng tiến nhanh như gió. Đừng lo lắng về chuyện tiền bạc mãi nhé.